khoang gì này em không có mọi người ạ. Mọi người đợi em sẽ bếp 15 phút mọi người nhá.
chị kiểm tra hàng, có phải không cho kiểm tra hàng đâu, đấy là chị không kiểm tra hàng kỹ chứ. Đấy, chị kiểm tra chị không để ý. Bọn em làm sai số là nó trong nguyên trong bọc, bọn em cứ thế nhập số là gửi đi thôi chị ơi. Bây giờ làm cả bạn máy làm sao kiểm tra hết được. Bây giờ em đã hỗ trợ, em đã hỗ trợ cho khách đổi hàng rồi, chị cứ gửi lại em đổi cho nhá. Đấy, đấy là kiểm tra tận mắt luôn đấy mà còn như thế thì cũng em chịu chị luôn á. Bây giờ chị nói như thế là em đã hỗ trợ cho chị đổi sao rồi chứ không phải là nhà em lừa đảo nha. Bây giờ em cho chị kiểm tra hàng rồi, chị không kiểm tra kỹ. Bây giờ chị lại đổ lỗi tại số là sao? Nếu em ngay từ đầu thì kiểm tra kỹ thì chị hoàn về em vẫn ok mà. Sao buồn cười thế nhỉ? Thôi chị báo chồng nhà chị đi nhá. Muốn đổi thì gửi lại em đổi cho nhá.
sau lên chỗ nhạc đúng không? Cái đơn tin nhắn đây mà vừa mới gửi lên mà. Từ cái phần mình đi đánh cái mặt cười ấy thì chấm bài chúng ta lên cho em nha mọi người ơi. Hello các chị nha mọi người nhá. Hello mọi người nhá. Của chị lên cho em xin một lượt chấm bài nhá mọi người.
Rồi lên tiếp cho em mã số 02 này. Đây nha, cái này lên cho em 15 đến 17 cân cho em 02 này. Mã số tiếp theo cho em nhá. Mã hàng lên cho em là 02, 15 cân đến 17 cân cho em 02, bán tặng luôn cho em váy này cho em này. Đó, bán tặng cho em cái này 49 nghìn một cái, 02 này em có 3 cái thôi nhá. 02 49 nghìn đồng cho em. Đây, lên con này cho em là 02 49 nghìn đồng cho em nha mọi người. 49 nghìn đồng cho em. Size cho bé là 15 cân đến 17 cân cho em 49 nghìn đồng cho em nhá. 49 nghìn đồng cho em thì là lấy 02 cho em là 02 là ok. Đó, 02 49 nghìn đồng cho em nha mọi người. 49 nghìn đồng cho em. Và 49 nghìn cho em 02 15 cân đến 17 cân giúp em nha mọi người nhá. 15 cân đến 17 cân cho em 02 49 nghìn đồng này. Mã số tiếp theo lên cho em này 03 này. Chấm bài tương tác lên cho em nha mọi người nhá. Sau cái này cứ comment nó chậm chậm thế trời. Mọi người nhớ đi đơn 2 3 sản phẩm trở lên mới được gọi chốt đơn nha mọi người nhá. Cho em 5 đến 8 tuổi quay lại cho em.
nhá, các em còn tầm 10 cái thôi, mã số lên là 04 đúng không? 04 cho em nhá. 04 cho em với giá là 70 bao nhiêu? 69.000 đồng cho em 04, 69.000 đồng cho em. Chị nào lấy 04 chốt cho em là 04 là ok, 69.000 đồng cho em nha mọi người. Đó, 69.000 đồng cho em. 04 giùm em nhá. Đấy, chốt cho em là 04 là ok, có đơn 69.000. 69.004. Cái này không lựa kiểu đâu, không lựa màu đâu nhá. Còn có 78 cho C69.000 không lựa màu cho em này, 25 cân đến 27 cân em có size nhá. 25 cân đến 27 cân em có size 04 đi nhá mọi người. Chốt cho em là 04, 69.000 cho em này, 30 cân không vừa đâu chị ạ. Còn cái là 30 cân không? Hết 30 cân rồi, tầm 25 đến 27 cân thôi và tầm 5 đến 9 tuổi cho em nhá. 25 đến 27 cân cho em, 5 đến 9 tuổi mang vừa cho em nhá mọi người. Chị nào lấy thì chốt cho em cái này lên cho em mã số này là 04 đến 69.000 đồng cho em nha. Đúng rồi, 0469.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy chốt cho em là 04 cho em hoa vàng ở phía sau em. Lên váy hoa vàng ở phía sau em cái này á. Cái này phải không? Đúng không? Ok nha, chị nào lấy 04 chốt là 04 đi, 69.000 cho em nhá mọi người nhá. Mã số tiếp theo này. Váy cốt tông á, ở đây váy cốt tông này, váy cốt tông rất là đẹp luôn này. Mã số tiếp theo lên cho em là 05 này. Váy cốt tông này đẹp lắm, cái này bán rất là hot luôn. 04 em hết nha mọi người, 04 em hết nha. Rồi tiếp cho em ship toàn quốc là 30.000 nha các chị nha. Ship toàn quốc 30.000 bao kiếm ha. Rồi mã số tiếp đây là váy cốt tông cho em là 05 này. Cái váy này đẹp lắm. Size cho bé là từ, em cứ in dư ra đi. Đó, đứt mã luôn đi. Mã số này đây là 05, size từ 17 cân đến 35 cân cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên cho em là 05 cho em này. 17 cân đến 35 cân cho em, váy cốt tông cho em nhá mọi người nhá. Bán tặng cho em với giá là 89.000 đồng một váy cho em nha mọi người nhá. 89.000 đồng cho em này. Mã số lên là 05 đúng không? 05 89.000 cho em, 17 cân đến 35 cân em có size ạ. 17 cân đến 35 cân em có size, mã số lên là 05 cho em 89.000 nha mọi người. 89.000 đồng cho em nha. Váy rất là xinh luôn, cái này là dòng cốt tông cao cấp, cốt tông tàu cho em nhá. Siêu mát là siêu co giãn cho em, dáng suông mặc cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, chốt cho em mã này, mã này lên là 05 đi mọi người. 05 89.000 đồng cho em này. Đó, 89.000 đồng cho em. 05 màu hồng này, 05 lên cho em màu vàng này, màu vàng này, và 05 lên cho em màu trắng cho em nhé mọi người nhé. Mã hàng lên cho em là 05 cho em, 89.000 đồng cho em nha mọi người. 89.000 cho em nhé, chốt cho em là 05 đi ạ. Đúng rồi, 05 89.000 đồng cho em. Hồng vàng trắng cho em nhé mọi người nhé. Màu hồng, màu vàng, màu trắng đây, mẫu mặc rất là xinh luôn này. 17 cân đến 35 cân em có size nhé. Từ 17 cân đến 35 cân em có size 4 tuổi trở lên nhé mọi người nhé. 4 đến 89 tuổi quay lại cho em, mã số lên là 05 cho em. Các chị có thể mặc áo giấu quần cho con cũng được. 89.000 một cái cho em, 0589.000 cho em, 15 cân đến 35 cân hết nha mọi người nhé. Đấy, đẹp lắm mọi người ơi, cái này xinh cực luôn hết. Màu trắng, màu hồng, màu vàng cho em nhé mọi người nhé. Trắng, hồng, vàng cho em, đầm đi tiệc size đại không hết mất rồi chị ạ. Cái váy hồng ở phía sau đó em, váy hoa mặt trời à, ok chị. Rồi ok, 89.000 cho em, mã số này lên là 05 dùng em nha các chị nhá. 0589.000 chốt cho em là 05, váy cốt tông tàu này. Đó, chất rất là mịn và đanh cho em, không bị bay chất đâu mọi người, dáng A nhá. Cái này dạng của nó là dạng dáng A ấy, mặc rất là thoải mái và cực kỳ thấm hút mồ hôi cho em. Đi với giày thể thao hoặc không, thì chị ấy muốn mặc rộng. Chị ấy muốn mặc rộng dài. Mã số này lên cho em là 05 ạ. 05 cho em nhé mọi người, mã số lên là 05, 17 cân đến 35 cân cho em nhé mọi người. 05 phân lấy 4 ít mà. Nhưng mà nói chị ấy muốn mặc rộng dài. Đó, chị bảo chị thích rộng dài. Ok, trắng hồng và vàng cho em nhé. Trắng hồng vàng cho em, size 35 cân quay đầu cho em nhé mọi người nhé. Đó, chốt cho em con này là 05 cho em này. Đó, 05 cho em nhé mọi người, sơ mi thì em hết rồi nhá. 05 cho em vàng, 05 trắng và 05 hồng cho em này. 89.000 đồng một váy cốt tông cao cấp cho em nha mọi người, chất rất là đẹp luôn. 89.000 đồng cho em, 17 cân đến 35 cân em có size 05 nhé mọi người. Chốt lên cho em là 05 là ok, có đơn nha mọi người nhé. Đấy, chốt cho em 05 là ok, có đơn cho em. Mọi người chấm bài tương tác lên cho em với nha mọi người. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chấm bài với nha. Đã chốt cho em là 05 nha mọi người nhé. 05 cho em, 89.000 cho em. Rồi mã số tiếp theo lên cho em 06 này. Lên tiếp cho em 06 này. Váy hoa mặt cười, cái gì, hoa hướng dương. Váy hoa hướng dương này. Đấy, lên cho em váy hoa hướng dương. Chất liệu của nó là thô boy mềm nhá. Thô boy mềm cho em, mã hàng lên là 06 này. Em có size từ 15 cân đến 35 cân em có size. Mã hàng lên cho em là 06 cho em nhá. 06 cho em, bán tặng cho em với giá cũng chỉ có 89.000 đồng cho em thôi ạ.
89.000 lên cho em là 06 đi. 02 hết. 02 hết nha. 02 hết nha mọi người nhá. Trâm Kiều, nếu có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi chị nhá. Hoặc là check inbox ok là đi rồi nha các chị nhá. Rồi cái này lên cho em là 06 đi mọi người nhá. Váy hoa hướng dương này. Đó, váy hoa hướng dương cho em 06 này. 06 màu xanh này. 06 cho em màu hồng này. 06 lên cho em màu vàng này. Đó, bán tặng 06 cho em 89.000 đồng cho em size 15 cân đến 35 cân, em có size 06 nha mọi người. Bên dưới có phối đuôi cá xếp ly rất là đẹp luôn. Tay hở vai nhá. Cái này là có tay nhưng mà nó hở vai ấy mọi người. Cái này lên cho em mã số là 06 đi, 89.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 89.000 một váy thôi ạ, 06 cho em. 0589.000, 0589.000 và 06189.000 đều cân nặng là 35 cân quay đầu cho em nhá. Đó, chốt cho em con này là 06 đi. 06 màu vàng đậm này. 06 cho em màu vàng nhạt này. Từ 15 cân đến 35 cân cho em với giá là 89.000 cho em 06 vàng nhạt này. 06 lên cho em màu hồng này. Đó, màu hồng cho em này. Và 06 lên cho em là màu xanh dùm em này. Đó, chốt cho em là 06 cho em 89.000 cho em nha mọi người nhá. 06, quần bo gấu 1m50 kìa, vừa không em? Vừa chị nhá, quần bo gấu 1m50 vừa chị nhá. Đó, chốt cho em là 06 cho em nhá. 06 cho em. 06 cho em nhé mọi người, chị nào lấy chốt 06 cho em nha mọi người nhá. Với giá là, cái này sale tặng cho em với giá là 89.000 đồng một váy, chất liệu của nó là thô boy mềm, 89.000 váy hở vai cho em nhé mọi người, có 89.000 một cái rất là xinh luôn ấy. 06 cho em nhá. Chốt lên cho em là 06, 89.000 cho em màu xanh này. Đó, 06 lên cho em màu hồng này, đẹp quá. Cái váy này đẹp lắm mọi người, chất thô boy rất là mềm mại cho em, dáng A dễ mặc. 06 cho em màu vàng nhạt này. Và 06 lên cho em đây là màu vàng đậm này. Đó, rất là xinh luôn, dáng A cho em nhé mọi người nhá. 89.000 một cái, 17 cân đến 15 cân đến 35 cân cho em. 15 cân đến 35 cân cho em 06 cho em nhé mọi người nhá. Em đặt hai quần cho bé mà tối nay chưa nhận được này. Chị Hoa Lan này. Ok, để em kiểm tra rồi em báo đâu, báo điện nhá. Đó, chị nào lấy 06 chốt cho em là 06 cho em nha mọi người nhá. Chưa lên quần, chưa lên quần. 06 vàng, 06 vàng đậm vàng nhạt. 06 cho em màu hồng. Và 06 lên cho em màu xanh cho em 89.000 đồng nha mọi người ơi. 89.000 đồng cho em 06 cho em nha mọi người nhá. Chị Dương là 06 mà. 06 mà chị Dương Ngân là đang comment mã số bao nhiêu đấy? Chị Dương Ngân là đang comment vào mã hàng của ngày nào đó chị ơi, hôm nay đặt của like ngày hôm nay chúc em nhá. Đó, chốt cho em là 06 đi. Cái này 06 váy hoa mặt trừ cười cho em là 89.000 cho em 06 này. Đó, 89.000 đồng cho em 06 giúp em. Xanh, hồng, vàng và vàng đậm và vàng nhạt cho em nhé mọi người, 89.000 đồng cho em 06 nhá. 89.000 15 cân đến 35 cân cho em 06 cho em ạ. Không đặt, chị đặt mà không được gọi chốt đơn. Thế bây giờ chị đặt 08 cái hôm trước là cái gì ấy? Màu trắng với màu hồng là chị có váy cốt tông rồi đúng không? Rồi ok chị nhá. Để ý điện thoại cho em nhá. Rồi chốt cho chị hai cái đấy nha chị Dương Ngân nhá. Em in đi. Để không phải lên lại. Rồi ok nhá, chốt cho em đây là 06 nha mọi người. Chốt cho em con này là 06 cho em nhá mọi người nhá. 06 cho em giá là 89.000 đồng cho em nha. 89.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Mã hàng đây là 06 đi. Rồi lên chấm vi em còn một ít em xem chấm vi sai gì đấy. Đây có tặng 15 cân. 15 không. Là size 30 cân. 25 cân không được à? Buộc dây không được à? Màu vàng với màu trắng thì cũng có thể là cái váy hai dây vừa nhà mà. Màu trắng vừa nhà là váy. Nhưng mà chị có ghi tiền ra đấy không? Ghi tiền ai rồi? Từ nay gọi tí đi. Rồi ok nhá, cái này lên cho em mã số là 07.B này. Đó, mã số 07.B cho em này. Size 25 cân đến 30 cân cho em, mã số lên là 07 cho em này. Váy chấm bi cao cấp cho em, bán tặng cho em. Cái này còn một ít sale luôn cho em với giá là bao nhiêu? 99.000 cho em, 25 cân đến 30 cân cho em, 99.000 đồng cho em nhé mọi người. Mã số hàng lên là 07 cho em đi. 99.000 đồng cho em nha mọi người. Váy tiểu thư rất là đẹp luôn ấy. Tiểu thư rất là xinh luôn. 99.000 đồng cho em, mã số hàng lên là 07 giùm em nhé mọi người nhé. 07 giùm em. 07 giùm em, 99.000 đồng cho em nha. 99.000 đồng cho em 07 này. 25 cân đến 35 cân em có size nhé mọi người. Đó, 25 cân đến 35 cân em có size 07 cho em, 99.000 cho em đi. Đúng rồi, cái này đây là 07 cho em nhá. Quần bo gấu là mã mới, chị mua em chưa lên quần. Em chưa lên quần, đợi em xíu nhá. Để em xíu, 07 cho em nhá. Cái này đây là 07 cho em, 99.000 nha mọi người. 99.000 đồng cho em đi nhá. 25 cân đến 30 cân em có size đẹp lắm mọi người. 25 cân thì từ 5 tuổi trở lên là cũng mang được rồi đó nhá. 25 cân 5 tuổi trở lên cho em, đến tầm 30 cân 5 đến 8 tuổi mang vừa
người cho em 07 à em? 0799 thì có một màu này thôi nhá. 0799 thì không có váy 44 kg rồi. Nhà em không có váy 44 kg rồi, có quần thôi, có quần 44 kg nó có được không? Nhá. Rồi cái này lên là 07 cho em 99.000 nha các bác ơi, váy đẹp lắm. Cái này hàng cao cấp, hàng 250 của em, bây giờ em sale luôn 99.000 này, còn có 5-6 cái thôi. 25 cân đến 30 cân có size nhá mọi người nhá. Từ 5 tuổi trở lên là mặc rồi. 25 cân đến 30 cân thì tầm 5 đến 8 tuổi cho em. Mã số lên là 07 cho em 99.000 đồng cho em này. Đó, chốt cho em con này là 07 cho em nhá. 0799.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Chị ơi, không chọn vừa, không chọn màu đâu, các chị còn mình màu trắng thôi ạ. À. Có một màu này thôi mà, có một màu này thôi, cái này là 07 mà. 07 có một màu này thôi nha. Cái gì chị đặt 06 màu hồng mà. 06 của chị là màu hồng, là cái bên dưới cái hoa mặt cười mà. Chị Ái Linh. Chị như ý chẳng, chị đang hỏi là 07 có màu hồng không? À, không có hồng đâu, hết hồng rồi. Hết hồng rồi nha. Có size không, có size 55 kg đâu chị ơi, không có size 55 kg đâu, hôm nay sao xét toàn size to nhé. 25 cân đến 30 cân em có size nhá. 25 cân đến 30 cân em có size, mã số lên là 0799.000 đồng cho em này. Đó, 99.000 cho em, mã hàng lên là 07 cho em là ok, có đơn nhá mọi người nhá. 25 cân đến 35 cân, à 30 cân. Đó, có 17 cân, đây còn duy nhất một cái 17 cân này. Đây còn đúng một cái 17 cân em đang cầm luôn này. Ngọc Huyền nhá, nếu lấy 17 cân thì lên mã hàng kèm số điện thoại cho em. Rồi chị nào lấy đi chốt 07 cho em nha các chị nhá. 0799.000 cho em này. 99.000 đồng cho em, mã hàng lên là 07 dùm em nhá. 99.000 cho em. Đúng không? Chị nào lấy 07 chốt 07 đi, chị nào đọc lại cái này chị xem nào. Rồi cái này là 03 nhá mọi người nhá. Cái này lên là 03 cho em này. Đó, mã này lên là 03 dùm em này. Mã hàng này lên là 03 dùm em, size 18 cân đến 38 cân cho em, mã hàng lên là 03 cho em với giá là 03 cho em với giá là 79.000 đồng cho em, 03 cho em nhé mọi người, 79.000 đồng cho em nhé. Hôm nay một trận đấy nhỉ. Mọi người chấm bài cho em với nào. 03 nhé, cái này lên cho em, mã số lên là 03 cho em này. Đó, chấm bài tương tác lên cho em với nào mọi người ơi, chấm bài tương tác lên cho em với nào. Mã hàng này là 03, 18 cân đến 38 cân em có size, mã số lên là 03 cho em với giá là 79.000 đồng cho em. Em có màu vàng đậm và màu vàng nhạt nhé mọi người nhé. Vàng đậm là vàng nhạt cho em 79.000 cho em 03 này. Đó, chốt cho em là 03 cho em 79.000. 79.000 đồng cho em 03 này. À, cái này là 03 chất đủ cho em nhé mọi người nhé. Cái này 03 là chất đủ cho em đó. Chị lên mã hàng kèm số điện thoại nào. Ôi, hôm chưa nhắn một tiếng khác à. Mã hàng kèm số điện thoại cho em này. Và kèm cân nặng cho em này. 03 79.000 cho em nhá. Chị nào lấy 03 chốt cho em là 03 là ok, có đơn. Đó, 18 cân đến 38 cân em có size váy chất đuổi, váy sọc chất đuổi cho em rất là mềm mại luôn cho em này. Đó, cái này không hề nhăn luôn mọi người, mặc rất là mát luôn. 79.000 một cái thôi nhá. 79.000 đồng cho em, mã số lên là 03 cho em nhá mọi người nhá. Đó, chị nào lấy 03 chốt là 03 cho em là ok, có đơn. Vàng đậm và vàng nhạt cho em. Vàng đậm và vàng nhạt cho em 79.000 đồng. Vàng đậm và vàng nhạt 79.000 đồng cho em 03 đi nhá. Đó, chốt cho em là 03 cho em. Chị Cherry Quest chị nhắn lúc nào đấy, có thấy đâu. Có tin nhắn của chị không? Chấm bài lên đi xem nào, có thấy tin nhắn của chị đâu mà có thấy đâu. 0379 nghìn em, hôm nào chả có tin nhắn của inbox nhân viên ở chắc chả có thấy của chị đâu. Ok nhá, 03 vàng đậm và vàng nhạt cho em, 0379 nghìn. 18 cân đến 38 cân em có size nhá. Từ 18 cân đến 38 cân em có size cho em, mã hàng đây là 03, thấy chị Thanh Hương. Thấy chị Thanh Hương nhá, thấy chị. Rồi chốt cho em là 0379 nghìn thôi nhá. Đấy, phần sau có dây thắt eo cho em rất là đẹp luôn, 79.000 một cái cho em nhé. 79.000 cho em, mã số lên là 03 cho em là ok, còn đâu. Các chị xem live thì các chị cứ xem ở trên live đi ạ. À. Đặt ở trên live ấy. Đặt trên live cho em nhé mọi người nhé, đặt trên live này cho em nhé. Đặt trên live này cho em nhé. 18 cân đến 38 cân cho em với giá là 69.000 cho em 03, đúng rồi. Đấy, chị Như đặt nhé, thấy các chị mọi người ơi, không cần em đọc chốt đơn đâu, tại vì là em đứng xa ấy. Em cũng không thấy được nhiều comment đâu mọi người. Nên là cứ lên đúng mã hàng 03 này, kèm số thoại và kèm cân nặng cho em 03 cho em 79.000 đồng cho em. 79.000 một cái thôi, 18 cân đến 38 cân cho em, vàng đậm và vàng nhạt nhá. Đó, vàng đậm và vàng nhạt 79.000 một cái cho em, 03 cho em là ok nhá mọi người. Mã số hàng đây là 03 cho em, 79.000 cho em. Nhận được hàng rồi, còn một cái mặt không vừa thì inbox để đổi size nhá. Inbox đi nhá. Trên đây em không giải quyết được đâu nhá. Được kiểm tra hàng chứ, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên là 03 cho em nhá mọi người. Đó, chị nào lấy 03 chốt 03 cho em nhá. 10 cái cũng giá 79.000 nhá các bác ơi. 10 cái cũng giá 79.000 cho em, 03 79.000 một cái nhá mọi người. Đó, 79.000 cho em, 03 cho em nhá mọi người ơi. Rồi lên
tiếp quần cho em này. À, lên tiếp quần cao cấp cho em này. Đây xả quần nhá mọi người. Ơ sao lại có cái này đây? Rồi mã số tiếp theo lên cho em là mã số này đấy. 08 này, lên tiếp cho em quần bò mã số 08 nhá. Đây, lên tiếp cho em quần bò này. Quần bò cái này là quần ngố cho em này, quần ngố nhá mọi người. Mã hàng lên là 08 cho em quần ngố cao cấp này. Đó, quần ngố cao cấp cho em nhá mọi người. Thêu rất là đẹp quần bé gái nhá. Em có size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân, em có size quần ngố. Qua bên bên nào con thấy ở đây trên em quét đâu. Quần ngố cao cấp cho em mã số này cho em là 08 này, em có size 15 cân đến 35 cân, xả quần ngố cho em giá 69 nghìn một quần nhá. 69 nghìn quần ngố này. 69 nghìn cho em nhá mọi người. Chị nhắn em chẳng biết chị nhắn tin qua đâu, em không thấy tin nhắn của chị đâu, chị cho em đi quét nha. Không hề có một cái tin nhắn nào của chị hết. Rồi, cái này lên cho em mã số này lên là 08 cho em nhá mọi người nhá. Mã số này là 08 cho em nhá mọi người. 08 chốt cho em này, 15 cân đến 35 cân cho em bán tặng 69 nghìn một quần cho em gắng lửng nha mọi người. Giá này mặc tới gối cho em nhá, quần lửng mặc tới gối gắng ôm cho em này. Đó, chị nào lấy 08 thì chốt cho em là 08, 69 nghìn một quần ngố cho chất siêu mềm luôn. Cạp thun nhá mọi người, cạp lưng thun mềm và chất bò nó cũng rất là mềm luôn, mặc rất là thoải mái cho em này. Đây là 08 cho em đi, mọi chốt cho em là 08 nha mọi người nhá. 08 này, 03 có bao nhiêu cân? 18 cân đến 38 cân cho em mã số là 03 nhá chị Hoa Nắng Bay nhá. Đấy, 03 là 18 cân đến 38 cân cho em nhá chị ơi. Rồi chốt cho em con này mã số này lên là 08 cho em đi mọi người nha. Chốt cho em là 08 cho em với giá là 69 nghìn một quần. Tôi bán tặng một cái quần lửng cho em này. Đó, dáng bò lửng nhưng mà chất nó rất là mềm. Cái này nhà em là chất bò zin cốt tông nhá mọi người nha. Bao kiểm hàng cho em này, 69 nghìn cái quần. Em thề các chị luôn, mặc đi chơi đi học rất là đẹp luôn, mà có 69 nghìn được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Chốt cho em là 08 dùm em nhá mọi người nhá. Đấy, chốt lên cho em con này là 08 dùm em, 69 nghìn đồng cho em. 69 nghìn đồng một quần thôi nhá mọi người, không lựa hình đâu nhá, hình ngẫu nhiên cho em nhá. Đấy, lựa hình ngẫu nhiên dùm em nhá mọi người nhá. Lựa hình ngẫu nhiên cho em, đấy, chốt cho em là không. Ok nha, chị nào lấy chốt cho em là 07 nha, 08 cho em 69 nghìn nha mọi người. 08 cho em 69 nghìn cho em nha mọi người nhá. Đó, chị nào lấy 08 chốt cho em là 08 là ok nhé. Em không có đồ bé trai rồi, em không có đồ bé trai rồi, quần bò giấy dài 33kg á. Có quần dài nha, có quần dài được em xíu nhá mọi người. Chia sẻ like cho em với mọi người. Chia sẻ like giúp em nhá mọi người nhá. Đó, 08, 69 nghìn quần lửng bò cho em nhá. Dáng này là dáng mặc tới gối nhưng mà không phải dáng dài đâu nhá. Mặc tới gối cho em 69 nghìn một quần thôi, 15 cân đến 35 cân cho em 08 này. Đó, lên đúng mã số này, 08 kèm số điện thoại. Và kèm cân nặng cho em là có đơn 69 nghìn một quần, chốt nhanh cho em này 08. Cái này là 08 nhá. 08 nha chị Thanh Hương nhá. Mã này là 08 chứ không phải 07 đâu các chị nhá. Comment đúng mã số cho em với. Nhầm mã số, chỉ cần nhầm một số thôi là các chị ơi đi đơn sai luôn hàng luôn. Nên mọi người lưu ý cho em với nhá. Đi đơn đúng này, mã số này, kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Đó, chị nào đấy thì chốt cho em là 08 cho em 69 nghìn đồng cho em nhá mọi người. 69 nghìn đồng cho em, 15 cân đến 35 cân, quần lửng cho em rất là đẹp luôn. Mặc đi chơi đi học này rất là tiện luôn. Đó, xinh chưa? Đẹp chưa? Cái quần này mặc đẹp cực luôn này, dáng ôm cho em nhá. Chất thì rất là mềm luôn này, bao chất bao giá luôn cho em này. 69 nghìn một quần, 08 cho em. 08, 69 nghìn đồng cho em nhá. Quần vải thì không có rồi nha mọi người. Nhà em các cái quần này này. Ok chị Thanh Hương đặt chấm bi, ok chị. Các cái quần này nhà em mặc quần như quần cốt tông luôn ấy. Em đảm bảo với các chị luôn, nó mềm như một cái quần cốt tông luôn, vì nó co giãn nè, mà rất là thích luôn, thấm mồ hôi cho em. Mã hàng là 08 cho em, 69 nghìn. Chị nào chưa đặt thì comment cho em là 08 nhá. Lựa kiểu ngẫu nhiên dùm em nha mọi người nhá. Đó, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em 08 cho em, 69 nghìn đồng cho em nhá. 69 nghìn đồng cho em mã số là 08 size. Có size khác to hơn, có quần khác to hơn nhá chị Thanh Hương nhá. À, Trần Hương nhá. Đó, quần dài ống, quần dài giống quần ngố không sao. Không có rồi chị ơi, em có quần dài nhưng mà nó là bo gấu cho em nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 08 nha các chị nhá. Chị nào lấy 08 chốt nên là 08 đi. Rồi lên cho em một cái quần đây, bán tiếp quần váy này, bán tặng quần váy này. Tặng quần váy cho em này. Quần váy mã số lên là 09 cho em này. Nha, lên quần váy này, mã số tiếp theo quần váy cao cấp cho em này mọi người nhá. Đây, quần váy cao cấp chất liệu cũng là chất bò zin cốt tông cho em. Đấy, các chị chỉ cần nghe chất bò zin cốt tông là các chị biết là chất xịn sò rồi ấy. Rồi mã hàng lên là 09 cho em nhá mọi người, 09 này. Quần váy cao cấp cho em này, em có đủ size cho bé này. Đây, bên trong của nó là một cái quần bình thường luôn, đúng rất là
ngắn đúng luôn. Đấy, mặc vô tư cho con không hề hở hang, mà chất liệu của nó đặc biệt là cái chất nó rất là mềm nha mọi người. Đấy, quần váy cao cấp cho em này, hàng 108, bây giờ em xả tặng cho các chị với giá chỉ có 79.000 thôi nhá. 79.000 lên cho em mã số là 09 đi. 09, 79.000 cho em. Form size là từ 15 cân đến 42 cân, em có size này. 15 cân đến 42 cân cho em, quần váy cao cấp cho em với giá 79.000 cho em, chốt cho em là 09 này. Đó, 09 cho em đi nhá. Đó, chốt cho em là 09 cho em, 79.000 đồng cho em quần váy nha các chị yêu nhá. Cái này mặc đi chơi rất là đẹp luôn ấy. Cái này các chị nên có một cái này cho con này. Mặc dáng rất là đẹp luôn, chân nó gọn đấy mọi người. Cái này là 09 quần váy đấy mọi người nhá. Quần váy 09 cho em với giá là 79.000 một quần thôi ạ, không lựa hình đâu nhá. 79.000 đồng cho em hình ngẫu nhiên. Chất bao co giãn cho em rất là mềm luôn. Đấy, siêu co giãn luôn cho em này. Nó rất là mềm luôn mọi người, lưng thun nhá. Cái này lưng cạp thun siêu mềm và chất nó co giãn mặc như một cái quần cốt tông luôn. Các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Hầu như quần nhà em khách đã nhận hàng và đều quay lại mua rất là nhiều. Rồi 09 cho em với giá là 79.000 cho em, 09 quần váy 79.000 đồng một quần cho em. Đó, 79.000 đồng một quần cho em 09 dùm em nhé mọi người nhé. Chất nó rất là mềm luôn ạ, to giãn cho em. 15 cân đến 42 cân, size rất là to luôn. Từ 15 cân đến 42 cân 79.000 nhé, 79.000 cho em 09 đi. Chốt cho em là 09, 79.000 cho em nhé. Chốt là 09, 79.000 cho em. Bé, ba lỗ bé không có, ba lỗ bé không có đâu nhé. Rồi chốt là 09 cho em nha mọi người. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok. Có đơn 15 cân đến 35 cân em có size, à, 15 cân đến 42 cân, 15 cân đến tận 42 cân nhé mọi người nhá. Không lựa hình dùm em nhé mọi người nhá. Đấy, không lựa hình dùm em nhé các chị yêu nhá. Đó, 15 cân đến 42 cân cho em hình ngẫu nhiên mọi người nhá. Đó, hình ngẫu nhiên giúp em. Đó, bán tặng 79.000 một cái quần này thôi ạ. Đẹp lắm mọi người ơi, có 79.000 cho em nha mọi người nhá. Hai quần váy sau lâu quá chị chưa nhận được này chị. À, thi tin huynh không cần đâu, để em báo bưu điện phát cho chị nhá, để em báo bưu điện phát cho chị nha chị. Thi tin huynh nhá. Đó, chốt cho em con này là 07 cho em nhá mọi người. 79 à, 09, 79.000, 09 nha, 79.000. 15 cân đến 42 cân cho em, 15 cân đến 42 cân em có size 09 cho em này. Đó, 09 kèm số thoại nhá. Yên Bùi lên số điện thoại đi chị ơi. Yên Bùi lên số điện thoại cho em, các chị yêu lên số thoại đi. Có quần lửng ống rộng nhá, có quần lửng ống rộng. Yên Bùi lên số điện thoại cho em nha. Đó, 09, 79.000 chốt cho em là 09 là ok, có đơn này. Đẹp cực kỳ, đẹp xuất sắc luôn nhá mọi người nhá. Đẹp cực kỳ, đẹp xuất sắc luôn cho em. Chị mới nghe một tin động trời nhá. Tôi giờ chị nhớ. Ok nha, chị nào lấy 09 chốt là 09 cho em, 79.000. 15 cân đến 42 cân em có size nhá mọi người. 15 cân đến 42 cân em có size. Qua 03 em qua mã rồi chị ơi nhá. 03 qua mã rồi, để gần gần cuối like lên lăng cho. Đang lên quần đó rồi ạ. Rồi lên cho em quần quần suông ngố ở đây có suông ngố luôn nhá. Có suông ngố này. Đây. Tiếp cho em này, suông ngố này ạ. À, không lên một cái quần dài đi. Mã số 10 cho em này, lên một cái quần dài này. Đây, lên cho em một cái quần dài nhá. Quần dài cho các con đi học này, mã số 10 cho em quần dài này. Quần dài bo gấu này. Đây nhá. Lên cho em mã số này, lên cho em này. Mã số 10. Quần dài cho em, quần bom gấu dáng dài, cái này là dáng dài mặc đi học nhá mọi người. Chất liệu cũng là bò giấy cho em, co giãn 4 chiều cho em, mã số này lên là 10 giùm em. Em có size từ 17 cân đến tận 45 cân nhá. 1m1 đến 1m5 quay lại mang vừa quần này. Mã số lên cho em là 10 giùm em này. Đó, mã số 10 cho em quần dài cho em này. Rất là đẹp luôn mọi người, bán tặng 99.000 một quần thôi nhá. 99.000 form từ 17 cân đến 45 cân em có size nha mọi người nhá. Từ 17 cân đến 45 cân em có size, mã số lên cho em là 10 đi. 99.000 một quần nhá. 99.000 đồng một quần cho em, mã số lên là 10 giùm em nhá. Đó, 99.000 một quần cho em. Áo mặc chung với quần váy, em không còn áo mọi người, áo em hết rồi á. Chốt đúng mã số giùm em rồi nhá mọi người. Chốt đúng mã số cho em rồi để đi không có đi sai hàng, và các chị lên đúng số điện thoại cho em với nhá. Theo cú pháp mà em ghi bên dưới đi. Mã này lên là 10 quần dài nhá mọi người. Mã này là 10 quần dài cho em, 99.000 một quần này. 99.000 đồng một quần cho em. 99.000 đồng một quần cho em. Size 10 là 17 cân, 4 tuổi, 1m1 trở lên. Đến tầm 1m5, 45 cân quay đầu cho em. Bật điều hòa đi em. 45 cân quay đầu cho em. Với giá 99.000 cái form to đùng luôn đấy mọi người nhá. Form to đùng luôn, bán tặng cho em mã số 10 cho em. 99.000 một quần thôi nhá mọi người nhá. Ok
ok nha, chị nào lấy 10 chốt cho em là 10 nha các chị yêu nhé. Mã số lên là 10 giùm em 99.000 đồng cho em nha các bác nhá. Mã số hàng lên là 10, quần dài cho em 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng cho em. Phong size là 17 cân đến 45 cân, em có size không? 17 cân đến 45 cân em có size. Mã số lên là 10 nhá mọi người nhá. Còn đầm bé gái không? Vẫn còn đầm mà nhá. Có quần ống rộng, đợi em xíu nha, em đang lên quần xong em lên váy cho mọi người nhá. Em lên quần xong em lên váy cho. Mã số này lên là 10 đúng rồi, 99.000 đồng cho em. Có một kiểu này thôi nhá. Có một kiểu này thôi các bác ơi. Đâu? Cái gì nữa? Đây á. Cái này nó về nhiều lắm à. Ôi không lấy cái này được. Có phải mình cái này không quá? 200 này á. Không đáng này mình nói đi. Rồi ok nhá, chị nào lấy 10 chốt cho em là 10 cho em nhá. Rồi ok nhá, vẫn bán kiểu cũ nha. Mã số 10 cho em nhá, chị nào lấy 10 chốt cho em là 10 cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên là 10 cho em, ủi tụi mẹ. 10 cho em với giá là 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên là 10. 10 cho em nhá. Không có dáng loe, có dáng suông thôi nhá mọi người. 17 cân đến 45 cân em có size. Mã số 10 cho em với giá là 99.000 một quần nhá. 99.000 đồng một quần cho em ạ. Đó, chị nào lấy 10 chốt cho em là 10 là ok nhá mọi người nhá, 99.000. Đúng rồi, 99.000 đồng cho em nhé mọi người. 10 cho em size to lắm mọi người ơi. Cái này từ 4 tuổi trở lên mới mang được kia. 4 tuổi đến tầm khoảng 1,5 mét quay lại. Ít nha, phải 12-13 tuổi quay lại cho em nhé mọi người. Từ 17 cân đến 45 cân đến mọi người size to lắm. Mà còn 99 như một cái là chất bò giấy, co giãn 4 chiều mềm cho em nhé. Mặc đi học rất là xinh. Mã số lên là 10 cho em, 99.000 nha mọi người nhé. Mã số 10, 99.000. Rồi có quần đùi nha. Rồi chị nào lấy 10 chốt cho em là 10 nha mọi người nhé. Chốt cho em mã số này là 10 cho em. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo này. Nó về nguyên cả 200 cái này luôn á. Quần mình đang cầm đấy á. Quần cũ đấy á. Rồi mã số tiếp theo lên quần suông ngố nha mọi người nhá. Lên suông ngố cho em này. Hôm nay lại về cả đen. Thế không về có màu xanh nha mọi người à? Không, cái này cũng không lấy luôn. Để trả lại cho nó, bán mình màu xanh. Mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số tiếp theo lên quần suông ngố này. Nếu lên xanh thì lên xanh gì đây? Rồi lên quần suông ngố cho em này. Lên quần suông ngố nha mọi người nhá. Suông ngố nhưng mà dáng này là của em là dáng ngố, dáng rộng nhưng mà dáng ngố cho em này. Dáng rộng nhưng mà dáng ngố cho em. Quần suông ngố cho em, mã số này lên cho em là 17 nhá. 11 cho em này, quần suông ngố nhá. Suông ngố này bán tặng cho em 79.000, size 15 cân đến 35 cân em có size. Đó, size 15 cân đến 35 cân em có size suông ngố cho em, mã số này lên là 11 cho em nhá mọi người nhá. Mã số hàng lên là 11 giùm em với giá là 79.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Đó, 79.000 đồng cho em, mã số này lên cho em là 11 cho em nhá mọi người nhá. À, váy hoa vàng là 139.000 nha chị ơi. Hoa vàng là 139.000 cho em. Đấy, cái này lên cho em mã số là 11 cho em nha mọi người nhá. 11 cho em này. Đó, mã số này lên là 11 giùm em nhá mọi người ơi. 11 nhá mọi người, quần suông ngố nhá. Cái này là quần suông ngố nhá mọi người. Suông ngố, dáng lửng mặc tới gối thôi, mặc tới gối cho em 15 cân đến 35 cân 79 một quần cho em, mã số này lên là 11 đi. Nha mọi người, chị nào lấy 11 chốt cho em là 11 là ok, 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 cho em mã số là 11 giùm em. Chốt là 11 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là ok, có đơn nhá, quần lửng cho em, dáng suông nhá, không lựa kiểu nha mọi người nhá. Lưu ý là không lựa kiểu giùm em nhé mọi người nhé. Lưu ý là không lựa kiểu giùm em. Quần bảo đi, em bảo đi, đừng có chia vào cái quần này nhá. Quần bon á. Với là cái quần đen này không được chia nhá, để tách riêng rồi để trả lại cho nó. Ok, mã số này lên là 11 cho em với giá là 79.000 cho em nhé. Chất co giãn 4 chiều cho em này. Đó, cái này co giãn 4 chiều. Váy hồng này là 89.000 nhá chị. Váy hồng 89.000 cho em. Đó, chị nào lấy 11 chốt là 11 cho em. Kèm cân nặng nhá, Yên Bùi lên số điện thoại chưa. Ok nha, 11 ạ, quần suông ngố giùm em. Cái này là suông ngố nha các chị nhá. Quần suông ngố giùm em nhá mọi người. Ở sau là cặp lưng thun cho em, rất là mềm chất, bao co giãn luôn, hàng bò giấy nha mọi người. Nó mềm và đẹp lắm. 79 như một quần thôi, 15 cân đến 35, 37 cân quay lại cho em nhá. Chị nào lấy 11 chút chốt cho em là 11 cho em, 79.000 một quần cho em. Đó, chốt cho em mã số là 11, 79.000, 15 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người. Đó, lấy mã số 11 thì chốt cho em là 11 là ok nha mọi người nhá. Đó, rất là xinh luôn, chị nào lấy 11 chốt là 11 cho em. Quần, thế nãy không báo chị.
khác liền là phải báo ngay chứ. Báo để chị, vì hôm nay nó đang gửi quần váy này. Không, mới có gì khác nữa nói liền. Mã số là 11 cho em 79.000 nha mọi người nhá. 79.000 đồng cho em nhá mọi người. 15 cân đến 40 cân em có sai, mã số là 11 cho em là ok nha mọi người nhá. Đó, mã 11 đi các chị lên đúng số nhá. Quần váy là mã bao nhiêu kìa? Quần váy là 09 nhá. Quần lỡ là 08 ha. Quần ngố là 08 và quần váy là 09 các chị ạ. Quần quần em đang lên là mã số 11 là quần suông nhá. Mã số 11 cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 11 trước cho em là 11 cho em với giá là 11 hoặc là cái màu đen này thì bán tách riêng nó ra thôi. Bán cái màu đen này tách riêng này. Quần suông ngố cho em mã số này là 11 cho em với giá là 79.000. 15 cân đến 40 cân em có size mã số 11 suông ngố không lựa kiểu đâu các chị nhá. Nhớ là không lựa kiểu cho em nhá mọi người. 15 cân đến 40 cân cho em 79.000 đồng cho em, mã hàng lên là 11 cho em này. Đó, chốt cho em là 11 79.000 đồng cho em. 79.000 đồng cho em, 79.000 thôi nhá mọi người. Nhân Trần Thị lên số điện thoại. Nhân Trần Thị lên số thoại nè. Nhân Trần Thị lên số thoại cho em nhá. Đó, Nhân Trần Thị lên số thoại. Rồi chị nào lấy 11 chốt cho em là 11 cho em nhá mọi người nhá. À, tuần rồi mà chưa thấy đâu á. Hương Quỳnh để em báo với điện phát nhá. Rồi chị nào lấy 11 chốt là 11. Có đồ bộ ạ, à? Em có đồ bộ nhá mọi người. 79.000 cái quần ngố lửng cho em, đấy là dáng này là dáng suông á mọi người, cho đẹp lắm mọi người ơi. Bao kiểm hàng luôn cho em nhá. 79.000 đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em rồi nhá. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em rồi nhá. Chị nào lấy 11 thì chốt cho em là 11 quần suông ngố cho em. Đó, quần suông ngố 15 cân đến 35-40 cân quay đầu cho em nhá. Chị nào lấy 11 thì chốt là 11 cho em là có đơn không lựa kiểu nha mọi người nhá. Lưu ý là không lựa kiểu nha mọi người nhá. Đó, rồi ok nhá. Chị nào lấy chốt là 11 giùm em này. Mã hàng lên là 11 cho em là ok có đơn nhá mọi người nhá. 11 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là ok có đơn cho em. 11 giùm em. Cứ chốt cho em là 11 là ok nhá. 11 là ok. Rồi, váy hoa vàng phía sau bao nhiêu? Váy hoa vàng phía sau 139.000 nhá. Rồi qua mã cho em này. Qua mã tiếp theo cho em nhé mọi người. Quần sóc đùi này. Quần sóc đùi này. Mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo lên cho em quần sóc đùi này mọi người. Quần sóc đùi cho em mã số là 12 cho em này. Rồi lên quần sóc đùi cho em mã số này là 12 này. Nhá. Ok, các chị cứ comment đúng mã số giùm em nhé mọi người nhá. Mã số tiếp theo lên cho em mã số là 12 cho em này. 12 cho em này. Em có size cho bé này, quần sóc đùi cao cấp cho em bao to giãn luôn. Mã số lên là 12 cho em. Size từ đọc size đúng size không? Từ 10 cân đến 45 cân em có size, mã số lên là 12, sóc đùi cho em với giá là 69.000 một quần thôi nhá mọi người. 69.000 lên cho em mã số này lên là 12 giùm em nhá. 69.000 đồng cho em này, quần sóc đùi cho em nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn nhá mọi người ơi, chất nó mềm và co giãn rất là thích luôn. Quần chim em còn nhá, chị Đào Cẩm nhá, quần chim em còn nhá. Lên bộ đợi em xíu nhá chị, em lên quần bò cái rồi em lên bộ đấy. Rồi lên bộ nhá chị. Cái này lên là 12 quần quần sóc đi nhá. Quần sóc đùi mã số là 12 cho em, từ 10 cân đến tận 45 cân em có size với giá là 69.000 một quần thôi nha mọi người. Nhớ đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em nhá. Comment đúng mã số giúp em nhá. Mã số này là 12 đi. 12 69.000 một quần cho em nhá mọi người. Số mố 79.000 ok này. Đầm dây sau lưng có 35 cân nhá. Chị Bảo Dương đợi em xíu lên cái đầm dây cho nhá. Rồi ok nhá. Quần dài ống rộng có đợi em xíu nhá. Quần dài ống rộng có đợi em xíu lên luôn. Rồi cái này là 12 các bác nha. 12 cho em quần sóc đùi này. Cái này mặc ở mùa hè rất là đẹp mà cái chất nó đẹp lắm mọi người ơi. Lưng thun mềm. Chất thì co giãn như một cái quần cốt tông luôn cho em nhá. Hình ngẫu nhiên cho em với nhá. Có 69.000 cái quần thôi. 69.000 bao chất bao giá luôn. Mã số cho em là 12 đi mọi người. 12 69.000 đồng cho em nhá. Mã số lên là 12 dùm em. 12 nhá mọi người, comment đúng số cho em với nhá mọi người. Comment đúng mã số 12 size từ 10 cân đến 45 cân em có size liền. 10 cân đến 45 cân em có size mã số 12 69.000 một quần nhá. Các chị mua quần nha, các chị mê luôn ấy, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nhá. Đầm dây có 40 cân không nhỉ? Có đầm dây có 40 cân nhá. Đúng rồi, chốt là 12 kèm số thoại và kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Có quần váy thôi, em chỉ có quần váy thôi, không có chân váy nhá. Em có quần váy bò này. 12 đi. Chốt cho em mã này là 12 69.000 nha mọi người nhá. 69.000 cho em 12 này. Đó, mã số là 12 đúng rồi, cứ lên 12 kèm số thoại và kèm cân nặng cho em là ok có đơn 69.000. Nhớ là đi đơn
đơn 2 sản phẩm trở lên dùm em nhá. Mới được gọi chốt đơn tại vì một cái quần nhà em có 5 một cái quần nhà em có 5, 9, 6, 9, 7, 9 nghìn thôi, nên các chị vui lòng đi đơn 2 sản phẩm để được gọi chốt đơn. Ngân Lê lên số điện thoại nhá. Ngân Lê lên số điện thoại nha mọi người. Ok này, 12 nhá. Comment đúng mã số nào. 12 69 nghìn, 10 cân để 45 cân em có sai nhá. 10 cân để 45 cân em có sai, mã số cho em là 12 69 nghìn, đồng cho em là ok có đơn. Đúng rồi. Nhá, Hoa Dâm Bụt có số điện thoại cho em. Ok nha. Đợt đi tiệm thì hôm nay không còn đâu chị ạ. Đợt đi tiệm hôm nay không còn. Rồi ok. Có đồ bộ, em có đồ bộ mọi người ơi, em có đồ bộ nhiều lắm. Nhá, đợi em xíu đi mọi người. Em đang lên quần bò xong em lên bộ rồi lên váy nhá mọi người. Đấy, lên váy, lên bộ, lên đủ thứ nhà em có đủ thứ luôn mà. Mã số này là 12 69 nghìn, quần sóc đùi nha mọi người. 10 cân đến 45 cân em có size đi nhá. Từ 10 cân đến 45 cân em có size 69 nghìn đồng cho em này. 69 nghìn cho em. Chắc đẹp lắm, cái này các chị lựa hình ngẫu nhiên cho em thôi nhá. Lựa hình ngẫu nhiên dùm em nhá. 69 nghìn đồng, mã số lên là 12 cho em. Là ok có đơn nhá mọi người nhá. Không lựa kiểu đâu. Không lựa kiểu đâu nhá mọi người nhá. Không lựa kiểu đâu mọi người ơi. Em phải đợi cho khách chốt xong em mới qua sơ mã được các chị ơi nhá. Và 500-600 người xem thì phải để cho khách chốt xong mới qua mã được nhá. Không thể lên nhanh được. Nên là các chị chịu khó nhá mọi người nhá. Các số khác người ta một mã hàng người ta lên cả 30 phút nữa cơ. Nên là nhà em nhiều khách nên là đang chốt, nên là các chị cứ từ từ để nha mọi người. Nha mọi người nhá. Đó, chị nào chốt mã nào thì comment mã đó nha mọi người nhá. Mã số này là 12, quần sóc đùi 69 nghìn nhá. Quần sóc đùi mã số 12 69 nghìn, 10 cân đến 45 cân em có size nhá. Đó, 10 cân đến 45 cân cho em. 10 cân đến 45 cân cho em nhá. Sai đủ size luôn, chất to đã cho em bao kiểm hàng 69 nghìn, đi đơn 2 sản phẩm trở lên cho em nhá mọi người. Đó, 69 nghìn, mã số là 12 nhá. Chốt cho em là 12 là ok nhá. Không có áo mọi người ạ, không có áo, nghe hết áo rồi nhá. Rồi ok nhá, có quần bò dài nhá. Có quần bò dài. Ok nhá, 12 69 nghìn đồng cho em, mã số là 12 đi nhá. Rồi lên cho em quần quần suông ạ. Quần suông dài. Em có quần suông dài đây này. Quần suông dài rất là đẹp luôn này. Mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo lên quần suông dài cho em này. Quần suông dài đẹp lắm luôn á. Đây, lên quần suông dài cho em nhé mọi người. Suông dài cao cấp cho em này. Hàng tàu cao cấp cho em, bao co bản luôn. Cạp lưng thun mềm nhé mọi người nhé. Đây, cạp sau là lưng thun mềm này. Cạp trước là có tính cúc này. Rất là xịn sò luôn. Em có đủ size từ 18 cân đến 45 cân cho em. Mã số lên cho em là 12 quần suông này. Mã số 12 quần suông cho em, bán tặng cho em này. Bên ngoài đang bán 250-300. Nhà em bán tặng cho các chị yêu này 109 nghìn cho em. Mã số này là 12 cho em nhé. Quần suông dài. Đấy, lên con này cho em là suông dài, mã số lên cho em là 12 dùm em nhé mọi người nhé. Mã số là 12 dùm em đi. Suông dài cao cấp từ 18 cân 1m1 trở lên đến 45 cân 1m5 quay lại cho em mặc vừa cái suông dài này. Bán tặng cho em mã số suông dài là 12 đúng không? À 13 đúng không? Mã số 13 nhá. 13 cho em với giá 109 nghìn, quần suông dài này mã số là 13 cho em nha mọi người. Chốt cho em con này là 13, 109 nghìn nha. 109 nghìn, mã số là 13 cho em ạ. Rất là đẹp luôn, suông dài này. Mã số 13 cho em. 109 nghìn một cái. Các chị nhớ là comment đúng mã số nhá. Mã này là 13, 109 nghìn một quần thôi ạ. Chất bao co giãn luôn này. Mọi người ơi, nó mềm lắm mọi người ạ. Nó rất là mềm luôn cho em nhá mọi người nhá. Rất là xịn luôn.